Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp trúng số trong cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch, đó là ngày Mậu Ngọ. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì chúng ta biết ấy, cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch nó là ngày Mậu Ngọ, có ngũ hành thuộc hỏa. Và để xét về cái con giáp được trúng số hay là không ấy, thì chúng ta xét theo hai thứ. Thứ nhất, cái trúng số là nói lên cái tiền tài. Thì những người nào mà có vận tiền tài tốt thì sẽ là những con giáp được trúng số. Vậy nên trong những ngày Mậu Ngọ thì ngày Ngọ thì có lộc là cho người tuổi Đinh và tuổi Kỷ. Và thứ hai là ngày Mậu Ngọ thì chúng ta có thiên can là Mậu. Mậu thì sẽ những người có thiên can Giáp thì sẽ gặp cái vận thiên tài. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét. Đầu tiên chúng ta sẽ phải lộc. Lộc những người tuổi Đinh thì sẽ có những tuổi sau. 1997 là Đinh Sửu, 1997 là Đinh Sửu. 1987 là Đinh Mão, 1977 là Đinh Tỵ, 1967 là Đinh Mùi, 1957 là Đinh Dậu và 1947 là Đinh Hợi. Đó. Đinh Sửu ngũ hành thuộc thủy, Đinh Mão thuộc hỏa, Đinh Tỵ là thổ, Đinh Mùi là thủy, Đinh Dậu hỏa và Đinh Hợi là thổ. Đó. Thì trong cái ngày khi mà xét về tuổi được gặp may mắn về vận tiền bạc thì người ta sẽ xét theo cái ngũ hành tương sinh. Trong ngày Mậu Ngọ thì ngũ hành thuộc hỏa, đúng không? Hỏa thì sinh cho thổ, thì là cái ưu tiên đầu tiên những người mệnh thổ. Thứ hai là hỏa thì tỷ hòa với hỏa là ưu tiên thứ hai. Và cái thứ ba ấy là gì? Thủy nó khắc hỏa, đúng không? Là ưu tiên số 3. Đó. Thì vị trí chúng ta chọn đầu tiên những người có ngũ hành là thổ thì chúng ta có 1977 là tuổi Đinh Tỵ, là ngũ hành thuộc thổ, là ưu tiên đầu tiên. Thứ hai là những người tuổi Đinh Hợi, ngũ hành thuộc thổ là tuổi tốt thứ hai, có cơ hội trúng số. Tiếp theo những người có ngũ hành thuộc hỏa thì có 1987 là Đinh Mão và 1957 là Đinh Dậu, là con giáp tốt thứ hai và thứ ba. Đó. Tiếp theo đến những người có ngũ hành thuộc thủy, thủy thì khắc hỏa. Thủy thì có những người tuổi Đinh Sửu là 1997 và Đinh Mùi là 1967. Đấy là những con giáp có cơ hội trúng số được lộc trời cho trong cái tháng 2 âm lịch. Tiếp theo những người mà có thiên can là Kỷ thì cũng có lộc tại Ngọ, bao gồm những người là Kỷ Sửu sinh năm 1949, những người Kỷ Mão 1999, những người Kỷ Tỵ là 1989, Kỷ Mùi là 1979, Kỷ Dậu là 1969 và Kỷ Hợi là 1959. Và ngũ hành như sau: 1949 Kỷ Sửu ngũ hành hỏa, 1999 là thổ, 1989 là mộc, 1979 là hỏa, 1969 là thổ và 1959 là mộc. Ở ưu tiên đầu tiên ngày Mậu Ngọ thì có ngũ hành thuộc hỏa, ưu tiên đầu tiên là chúng ta chọn những người có ngũ hành thuộc thổ. Và thứ hai là ngũ hành thuộc hỏa, thứ ba là ngũ hành thuộc thủy. Thì ngũ hành thuộc thổ trong những con giáp này, trong những con giáp tuổi Kỷ ấy, thì chúng ta có những tuổi sau này. Thổ thì chúng ta có 1999 là Kỷ Mão, là con giáp số 1. Thứ hai là 1969 là Kỷ Dậu, là ưu tiên thứ hai. Ngũ hành thuộc hỏa thì chúng ta có 1949 là Kỷ Sửu và 1979 là Kỷ Mùi. Đó là 4 con giáp mà có cơ hội may mắn gặp được lộc trời cho trong cái ngày mùng 10 tháng 2 ngày Mậu Ngọ. Tiếp theo chúng ta xét vận thiên tài. Thiên tài thì chúng ta có những người có thiên can giáp gặp Mậu là thiên tài. Vậy nên là những người thiên can giáp thì sẽ có những tuổi sau thiên tài. Thiên can giáp thì chúng ta sẽ có tuổi là Giáp Tý. Giáp Tý là 1984. Giáp Dần là 1974. Giáp Thìn là 1964, Giáp Ngọ là 1954, Giáp Thân là 1944 hoặc là 2004, Giáp Tuất là 1994. Đó là những người có thiên can giáp gặp vận thiên tài. Giáp Tý cũng hành thuộc kim, Giáp Dần là thủy, Giáp Thìn là hỏa, Giáp Ngọ là kim, Giáp Thân là thủy và giáp Tuất là hỏa. Như vậy là những cái ngày Mậu Ngọ thì có ngũ hành thuộc hỏa, vậy nên những người mệnh Thổ sẽ là những người có cái vận thiên tài tốt nhất. Thì trong những tuổi Giáp này thì không có con giáp nào thuộc Thổ. Thứ hai là những người có ngũ hành thuộc hỏa, hỏa chúng ta có giáp Thìn là con giáp số 1 và gì giáp Tuất là con giáp thứ 2. Đó, giáp Tuất 1994 ấy thì lại có cơ hội là may hơn những người tuổi Giáp Thìn, vì là cái ngày Ngọ thì dần Ngọ Tuất được cái bộ tam hợp là dần Ngọ Tuất, nên là cái cơ hội nó sẽ nhiều hơn. Tiếp theo những người có mệnh thủy thì có 1974 là giáp Dần đó và 1944 là giáp Thân. Đó là những cái con giáp mà có cơ hội trúng số do gặp được vận thiên tài. Ngoài ra để xét về vận thiên tài thì người ta cũng xét theo cái thiên can ẩn tàng trong địa chi, để người ta tìm ra những cái địa chi thiên can ẩn tàng và từ đó sẽ luận đoán được ra, tìm ra cái vận thiên tài cho con giáp đó. Thì với những người tuổi Ngọ có thiên can ẩn tàng là Đinh và Kỷ ạ. Thì Đinh thì với những người mà có thiên can ẩn tàng là Đinh thì gặp Quý thì sẽ là gặp vận thiên tài, đúng không? Và thiên can Kỷ gặp Ất thì sẽ là vận thiên tài. Như vậy là thêm những người có thiên can quý đúng không ạ? Quý thì chúng ta có gì? Quý thì tuổi Quý này thì chúng ta sẽ có cái tuổi sau. Quý Sửu là 1973. Đó, quý Mão là 1963. Quý Tỵ là 1953. Quý Mùi là 1943 hoặc là 2003. Quý Dậu là 1993, Quý Hợi là 1983. Đó. Quý Sửu ngũ hành thuộc Mộc, Quý Mão là thuộc Kim, Quý Tỵ là Quý Tỵ ngũ hành thuộc Thủy, Quý Mùi là thuộc Mộc, Quý Dậu là Kim và Quý Hợi là Thủy. Đó. Như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành tìm những người có mệnh Thổ. Thì trong 5 con giáp tuổi Quý này thì không có người nào là mệnh Thổ. Mệnh Hỏa thì cũng không có. Như vậy chỉ còn những người có mệnh Thủy, Thủy Hỏa tương khắc. Thì những người mệnh Thủy thì sẽ có những người sinh năm 1953 là tuổi Quý Tỵ, là con giáp ưu tiên số 1. Và Quý Hợi, những ngũ hành thuộc Thủy là ưu tiên số 2. Đó. Tiếp đến là những người có thiên can Ất. Những người thiên can Ất thì chúng ta có tuổi Ất Sửu là 1985. Ất Mão là 1975. 75 là Ất Mão. Ất Tỵ là 1965. Ất Mùi là 1955 và Ất Dậu là 1945. Cuối cùng là Ất Hợi là 1995. Thì những người tuổi 1995 có ngũ hành là Kim, 1975 là Thủy, 1965 là Hỏa, 1955 là Kim, 1945 là Thủy và 1995 là Hỏa. Xét về ngày mùng 10 tháng 2 ngày Mậu Ngọ thì có ngũ hành thuộc Hỏa. Như vậy là gì? Ở trong những ngày này số tốt đầu tiên là Thổ không có này, Hỏa thì chúng ta sẽ có 1965 là Ất Tỵ và 1995 là Ất Hợi, là con giáp may mắn thứ 2 này. Tiếp theo là những người mệnh Thủy thì có 1975 là tuổi Ất Mão, là con giáp may mắn thứ 3 và những người 1945 Ất Dậu là con giáp may mắn thứ 4. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa xét về cái tử vi ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch ngày Mậu Ngọ và tìm ra được những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số trong cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch. Đó. Thì ngoài cái cơ hội trúng số thì những con giáp này cũng là những con giáp được vận về thiên tài, được vận về tài lộc. Vậy nên trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ có những cái lộc lá bất ngờ nó kéo đến trong cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch. Vậy nên để tăng cường cái vận may cho công việc cũng như là trong cái tài lộc của mình ấy, thì các bạn nên sử dụng một cái kim bài ngũ độ thần tài. Phía sau nó là cái phù thần tài và phía trước là kim bài ngũ độ. Tiếp theo là với những người, đặc biệt là với những người tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn thì các bạn nên sử dụng một cái kim bài thái tuế mà luôn mang theo bên mình để được gì? Hóa giải cái hạn thái tuế, mang được cái may mắn bình an cho mình. Bên cạnh đó thì những người tuổi Thân, Tý, Thìn thì cũng sẽ bị phạm vào hạn tam tai. Vậy nên các bạn cũng cần nên mang theo bên mình cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn tam tai cũng như là hạn cửu diệu của năm, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.